Kim Cang Giảng Ký Tập 248 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Bắt đầu xem đoạn thứ 18 của chú giải Thế giới Tắc do nhất thiết chúng sanh Ư tánh hải trung khởi vô minh phong Tạo thử cộng nghiệp Chi sở kết thành Cố dĩ bào dụ chi Sắc thân Tắc do tánh quan chi sở biến hiện Cố dĩ ảnh dụ chi Thử thế thử thân Giữ bào ảnh đồng nhất duyên sanh Khả kiến thân thế diệt giữ bào ảnh đồng nhất hư vọng khỉ khả mê vi chân thật đoạn này nói rất hay nói rõ thân thể của chúng ta cái thế giới này của chúng ta là từ đâu mà có rốt cuộc là sự việc như thế nào trước tiên nói cho chúng ta biết thế giới là do tất cả chúng sanh cộng nghiệp biến hiện ra trong kinh lăng nghiêm nói với chúng ta nghiệp có hai loại một loại là đồng phận vọng kiến một loại là biệt nghiệp vọng kiến vọng là hư vọng đồng phận chính là cộng nghiệp mọi người có chỗ tương đồng giống nhau biệt nghiệp là không giống nhau là khác biệt bất luận là giống hay là khác cũng đều là hư vọng đoạn văn này tuy không dài nhưng đã nói tương đối tường tận tánh là chân như bổn tánh hãy là thí dụ chân tánh Rộng lớn Không có bờ mé Cho nên thí dụ Nó giống như là biển vậy Cái danh từ này Ở trong triết học hiện đại Gọi nó là bản thể cũng là nói Vũ trụ dạng Pháp Là sinh ra từ cái bản thể này Bạn nói hiện ra cũng được Nó là Năng biến Nó là năng sanh Vô lượng vô biên thế giới Là sở biến của nó Là sở sanh của nó chúng ta đem cái bản thể này gọi nó là tánh hải đây là ở trong phật học dùng cái danh từ này để gọi nó tất cả chúng sanh là đồng một cái tánh thể đây là điều các vị nhất định phải biết ở trong phật pháp nói tất cả chúng sanh bình đẳng bình đẳng bắt đầu nói từ đâu vậy là từ cùng một cái tánh thể biến hiện ra cho nên nó là bình đẳng chư phật bồ tát cũng là do cái tánh thể này biến hiện ra chúng sanh lục đạo cũng là do cái tánh thể này biến hiện ra không những chúng sanh hữu tình chúng ta ngày nay nói động vật con người cũng là một trong số động vật là do tánh thể biến hiện thực vật khoáng vật cho đến cả hư không vẫn là do cái tánh hải này biến hiện ra cho nên lìa khỏi tự tánh ra thì không có một pháp có thể được thấy đều là tự tánh biến hiện ra cho nên phật ở trong kinh hoa nghiêm nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí chính là căn cứ cái nguyên lý này để nói tình là chúng sanh hữu tình chúng ta ngày nay nói là động vật chánh báo ở trong thập pháp giới vô tình là chúng ta nói môi trường sống thực vật khoáng vật bởi vì đều là tự tánh biến hiện cho nên gọi là Đồng viên chủng trí Viên là viên mãn Chủng trí là thành Phật Phật nói cái lời này Đây là vượt qua thường thức của chúng ta Chúng ta mới thoạt nghe qua Thì rất khó thể hội Câu nói này nếu nói thô thiển một chút Tức là người có thể thành Phật Tất cả động vật có thể thành Phật Thực vật khoáng vật cũng thành Phật Điều này thì chúng ta rất khó hiểu Tại vì sao thực vật khoáng vật cũng thành Phật vậy? Đồng viên chủng trí Tức là thấy đều thành Phật Bởi vì Nó là cùng một cái tự tánh Một cái tánh biến hiện ra Ở hữu tình gọi là Phật tánh Ở vô tình chúng ta gọi nó là Pháp tánh Pháp tánh cùng với Phật tánh là một cái tánh không hai không khác Đều là do tự tánh biến hiện ra Cái cảnh giới này quả thật là rất khó thể hội Nếu như chúng ta dùng mộng làm thí dụ Thì cũng có thể hiểu đại khái chút ít Cảnh mộng sinh ra như thế nào vậy? hiện nay hầu hết mọi người đại khái đều biết là do tiềm thức của chúng ta biến hiện ra tâm ý thức biến hiện ra ở trong cảnh mộng có chúng sanh hữu tình có chính mình cũng có rất nhiều nhân vật ở trong cảnh mộng cũng có thực vật cũng có khoáng vật cũng có hư không núi sông đất đai không phải đều có hay sao có thể thấy toàn bộ cảnh giới trong mộng đều là do tâm ý thức của mình biến hiện ra thành phật là sự việc như thế nào vậy thành phật là nói bạn giác ngộ rồi sáng suốt trở lại rồi đây vừa sáng suốt trở lại thì cảnh mộng không còn nữa cảnh mộng biến mất rồi biến mất là đồng thời biến mất không có trước sau mộng sinh ra cũng là đồng thời cũng không có trước sau chúng ta từ trong toàn bộ cảnh mộng mà thế hội lời trong kinh hoa nghiêm nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí sẽ tương đối dễ dàng một chút đều là vật cho tự tánh biến hiện ra làm thế nào có thể biến hiện ra cái thế giới phức tạp này vậy phía dưới nói khởi vô minh phong phong là thí dụ thí dụ nó động tâm động bởi vì không rõ Đối với chân tướng sự thật Vô minh chính là không rõ Nó mới bị động Nếu như đối với chân tướng sự thật Thấy đều sáng tỏ Thì cái tâm đó liền bất động rồi Bất động chính là không khởi vọng niệm Khởi vọng niệm Chính là bởi vì đối với chân tướng sự thật không sáng tỏ họ mới khởi vọng niệm vậy liền gọi nó là gió vô minh động tâm vô minh động rồi cái mê của mỗi người sâu cạn rộng hẹp đều không như nhau cho nên tất cả chúng sanh cùng chung tạo nghiệp báo Đây chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm Sự sinh khởi Của cái thế giới này Là do cái nguyên nhân như vậy mà sanh ra xa. Trên kinh dùng cái chữ bào để làm thí dụ Cái thí dụ này khiến cho chúng ta dễ dàng thể hội tánh hại giống như biển cả chân như bổn tánh giống như biển cả vậy biển cả gặp phải gió khi gió thổi sẽ nổi bọt nước bọt nước vô lượng vô biên nhưng biển cả chỉ là một đều là bọt nước nổi ở trong biển khi hình thành bọt nước là từng cái bọt nước từng cái bọt nước nó là có khác biệt không giống nhau nhưng mà nếu như bọt nước dở ra lại quay về với biển cả lại là giống nhau đây chính là khi bạn mê giống như là mỗi người mỗi người đều khác nhau sau khi giác ngộ rồi cái bọt nước này dở ra rồi trở về với biển cả giác ngộ rồi thì hoàn toàn như nhau khi mê rồi thì mỗi cái đều khác nhau khi ngộ là giống nhau cái đạo lý này hoàn toàn không khó hiểu chúng ta từ trong cái hiện tượng sự thật này nếu quan sát tỉ mỉ có thể thấy ra được trong khi chúng ta khởi tâm động niệm có thể nói vọng tưởng của mỗi người đều khác nhau Cho dù bạn nói giống Thì trong giống vẫn có khác nhau Không thể nói vọng tưởng của hai người Là hoàn toàn giống nhau được Không có cái sự việc này Là khác nhau Nhưng mà nếu như chúng ta đều dừng hết vọng tưởng đi Đều không có vọng tưởng Thế là quyết định giống nhau Vô lượng vô biên chúng sanh cũng là giống nhau Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì hoàn toàn giống nhau quay trở về tự tánh quay trở về tánh hải cho nên khởi tâm động niệm chính là gió vô minh như vậy đã tạo thành thập pháp giới nhà phật nói tam thiên đại thiên thế giới vô lượng thế giới là tạo thành như vậy là như vậy mà ra trên kinh dùng bào để làm thí dụ đây là chứng minh thế giới là sự việc như thế nào Là không phải thật Đoạn phía dưới nói với chúng ta thân thể Cái này chúng ta vô cùng quan tâm Cái thân này của chúng ta là sự việc như thế nào Sắc thân tắc do tánh quan chi sở biến hiện Cố dĩ ảnh dụ chi sự trong sáng của bổn tánh sự trong sáng của bổn tánh biến hiện ra sắc thân thì cái sắc thân đó vô cùng đẹp ở trong kinh phật nói báo thân thân có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp đây là trí huệ sáng suốt ở trong bổn tánh của chúng ta biến hiện ra bạn xem trên kinh nói phật có ba thân pháp thân pháp thân chính là thể tánh chính là phần trước đó là tánh hải pháp thân không có tướng báo thân báo thân là cái thân do trí huệ tụ hợp cái tướng hảo quang minh đó là bất khả tư nghị chúng ta ngày nay cái thân này cũng là do tánh trong sáng biến hiện đây là nói ứng hóa thân nhưng mà chúng ta hiện nay tánh trong sáng này mê mất rồi hoặc giả nói ở trong cái trong sáng này đã bị sen tạp rất nhiều sự ô nhiễm, không thanh tịnh, thế là biến hiện cái thân này, sắc tướng của cái thân này không trang nghiêm rồi. Chúng ta sen tạp cái gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, lo buồn bận tâm, phiền não vô lượng vô biên. Trên kinh nói tám dạng bốn ngàn phiền não Vô lượng phiền não Chúng ta ngày nay quả thật là Đọa vào trong vô lượng phiền não Khiến cho bổn tánh sáng suốt của chúng ta Hoàn toàn bị che phủ kín Tuy bị che phủ Nó vẫn cứ khởi dụng Là giống như trời mưa âm u mây hoàn toàn che phủ kín mặt trời vậy nó vẫn cứ khởi tác dụng nó vẫn có thể xuyên thấu một chút qua tầng mây chúng ta ngày nay cái sắc thân này thân lục đạo thậm chí là thân ngạ quỷ địa ngục cũng là có một phần tánh trong sáng bộc lộ ra từ trong đám mây dày đặc này chướng ngại càng nghiêm trọng thì hình dáng của cái sắc thân này sẽ càng xấu xí chúng ta nói mê ngộ sâu hay cạn người mê cạn thì sắc tướng của họ là đẹp đẽ thanh tịnh trong sáng người mê nặng thì sắc tướng xấu xí chúng ta thấy sắc tướng của chúng sanh ba đường ác thì không thể sánh bằng nhân thiên Đây là đạo lý nhất định rồi Người thế gian chúng ta thường nói Tướng tùy tâm chuyển Không những tướng chuyển theo tâm Bạn cần phải nên hiểu rõ Thể chất của cái thân này Cũng là chuyển theo tâm Tâm thanh tịnh thì thân thể của bạn nhất định khỏe mạnh bệnh tật từ đâu mà ra gì bệnh tật là từ trong vọng tưởng phiền não mà ra con người nếu như lìa khỏi vọng tưởng lìa khỏi phiền não họ làm sao có thể bị bệnh được chứ cho nên vọng tưởng phiền não là độc tố bạn xem tin kinh phật nói tham sân si gọi là tam độc nếu như bạn có tham sân si nghiêm trọng thế thì cái tâm của bạn hỏng rồi tâm không bình thường rồi biến hiện cái sắc thân này thân liền không bình thường ngay không bình thường thì nhiều bệnh nhiều tai nhiều nạn Làm sao để có được thân thể khỏe mạnh vậy? Tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Được thân thể khỏe mạnh Tâm từ bi được tướng hảo quang minh Tâm từ bi Cái tướng đó liền đẹp ngay Nếu như bạn muốn tướng mạo xinh đẹp Thì tu tâm tự bi Sức khỏe tốt thì tu tâm thanh tịnh Đây đều là bạn thật sự có thể đạt được Bởi vì Cái thân tâm này Đều là do tự tánh biến hiện ra Thể chất tướng mạo của chư Phật Bồ Tát Viên mãn Họ vì sao mà viên mãn vậy? Người ta tâm thanh tịnh. Họ là đại từ đại bi. Hay nói cách khác, ở trong tâm không có một mảy may ô nhiễm. Không có một mảy may niệm ác. Thì tướng mạo của họ đương nhiên là viên mãn rồi. Cho nên chúng ta nhìn thấy quả phải biết nhân. Người thế gian tướng mạo khác nhau tại vì sao khác nhau vậy bởi vì ý nghĩ của họ khác nhau vọng tưởng ý nghĩ của mỗi người không giống nhau nếu như bạn phát hiện hai người diện mạo giống nhau họ hoàn toàn không phải là song sinh hai người diện mạo giống nhau như thế bạn hãy quan sát thật kỹ động tác cử chỉ của hai người đó sẽ giống nhau số phận của hai người này sẽ giống nhau là nguyên nhân gì bởi vì cái nhân này của họ rất giống nhau chính là nói vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ vô cùng giống nhau cho nên mới có thể giống nhau được như vậy nên là cùng chung số phận đến khi nào cái tướng mạo thân thể này hoàn toàn giống nhau chị là thành phật 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 đạo đồng bởi vì thành phật rồi toàn bộ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều đoạn sạch sẽ rồi tướng mạo vào lúc đó là hoàn toàn như nhau thành phật rồi mới được bồ tát cũng không như nhau tướng mạo của bồ tát là cơ bản giống nhau bạn quan sát tỉ mỉ vẫn là khác nhau nhưng mà vô cùng giống nhau đến khi thành phật là hoàn toàn như nhau cho nên cái sắc thân này là do trí huệ sáng suốt ở trong tự tánh biến hiện ra trí huệ sáng suốt ở trong bổn tánh ở trong danh từ phật giáo chúng ta gọi nó là bồ đề nhưng mà sau khi mê rồi thì bồ đề liền biến thành phiền não chúng ta ở trong đại kinh thực xem thấy Sanh tử tức Niết Bàn Phiền não tức Bồ Đề Phiền não với Bồ Đề là cùng một sự việc Giác ngộ rồi Thì phiền não là Bồ Đề Mê rồi thì Bồ Đề là phiền não Nó là cùng một thứ Một bên giác, một bên mê Sanh tử Niết Bàn cũng là như vậy Giác ngộ rồi gọi nó là Niết Bàn Mê rồi gọi nó là sanh tử Là cùng một sự việc Chúng ta ngày nay ở trong mê Cho nên sắc thân của chúng ta Là do phiền não biến hiện ra Phiền não tức là tánh sáng suốt mê mất rồi Biến thành phiền não Sắc thân của chư Phật Bồ Tát Là do tánh sáng suốt biến hiện ra Phạm phu lục đạo chúng ta Tánh sáng suốt đã biến thành phiền não rồi phiền não chính là tánh sáng suốt tánh sáng suốt chính là phiền não nhưng mà biến thành phiền não là biến thành cái sắc thân này hiện nay cho nên dùng bóng làm thí dụ trí huệ của sáng suốt của tự tánh là thể là hình bóng của cái thể này thế thì càng không chân thực cho nên cái thân thể này càng không chân thực Thử thế, thử thân Thử thế là nói thế giới của chúng ta Thế giới là giả Dứt khoát không nên hiểu lầm cho rằng đây là chân thật Hiện nay cái thân thể này của chúng ta Là giống như trên kinh nói là Cùng một duyên sanh Giới bọt bóng Là cùng một duyên sanh cả kiến thân thế diệt giữ bào ảnh đồng nhất hư vọng đây đều là sự thật thân thể rất yếu ớt cái thế giới này cũng rất yếu ớt khỉ khả mê vi chân thực nếu như bạn xem nó là thật cho rằng nó là có thật cái này sai rồi là hoàn toàn không phù hợp với chân tướng sự thật phía dưới trích dẫn một đoạn kinh văn trong kinh lăng nghiêm để chứng minh đoạn kinh văn này cũng là đoạn vô cùng quan trọng ở trong kinh lăng nghiêm kinh lăng nghiêm viết nhận ngộ trung mê hối muội vi không không hối ám trung kết ám vi sắc sắc tạp vọng tưởng tưởng tướng vi thân kinh văn chỉ có sáu câu sáu câu này đem nguồn gốc hình thành biến hóa của vũ trụ nhân sanh nói ra rất rõ ràng rất minh bạch rồi nếu như không phải sáng tỏ thấu triệt cứu cánh thì dứt khoát không thể dùng câu nói đơn giản như vậy để đem nó nói rất rõ ràng khởi nhân là gì vậy nhận ngộ trung mê câu nói này chính là nói vô minh thông thường trên kinh thường nói nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh Câu nói này chính là nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh. Người này là mê rồi. Tại vì sao bị mê vậy? Cái nguyên nhân đó chính là cái chữ nhận đầu tiên. Cái thứ này việt phức rồi. Cũng là trên kinh Lăng Nghiêm nói. Tôn giả Phú Lâu Na hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật tại vì sao có khởi vô minh sau khi vô minh khởi lên rồi chúng ta biến thành phạm phu chúng ta phải tốn rất nhiều rất nhiều thời gian tu hành để đem vô minh phá đi hết Thì mới khôi phục lại tự tánh Sau khi khôi phục tự tánh rồi Đến khi nào lại khởi vô minh tiếp vậy? Những vấn đề này Là vấn đề lớn Là nghi vấn xưa nay tôn giả phú lâu na ở trên hội lăng nghiêm đã thay chúng ta nêu lên rồi thế tôn giải đáp tại vì sao lại có vô minh phật nói rất rõ ràng tri kiến lập tri thị vô minh bổn gốc rễ của vô minh chính là ở trên thấy biết mà bạn lại lập thêm cái thấy biết đây chính là gốc của vô minh ở trong cái câu nói này nhận chữ nhận này chính là lập tri câu nói này ý nghĩa rất sâu chúng ta vẫn là rất khó hiểu sao gọi là thấy biết gì thấy biết là vốn có là bản năng là thật không phải hư vọng chúng ta ngày nay mở mắt ra cảnh giới bên ngoài thấy rất rõ ràng rất minh bạch cái này ở trong phật pháp gọi là thấy biết đây là thật không phải là hư vọng bạn tại vì sao mê rồi vậy bạn ở trong cái thấy biết này lại lập thêm một cái thấy biết nữa thế nào là lập thêm một cái thấy biết vậy chúng ta thấy cái này đây là hoa đây là lá là mê rồi đây chính là gốc của vô minh cái này không gọi là hoa thì gọi nó là gì thế thì bạn mê càng sâu hơn càng mê sâu nữa rồi cái ý nghĩa này khi phật pháp chưa truyền đến trung quốc lão tử của trung quốc chúng ta biết danh khả danh phi thường danh đạo khả đạo phi thường đạo tất cả những danh tướng này là do con người đặt cho nó tôi đặt cho nó cái tên này họ đặt cho nó cái tên kia mọi người đặt tên khác nhau thế là liền có tranh chấp liền có hiểu lầm phiền phức liền đến rồi cái lập thêm thấy biết này thêm thấy biết chính là vọng tưởng bạn ở trong tất cả cảnh giới không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước thì cảnh giới mà bạn thấy chính là nhất chân pháp giới đây chính là cảnh giới của phật bồ tát cho nên phật bồ tát không có phiền não pháp giới là bình đẳng pháp giới là nhất như pháp pháp đều là như thị vừa có phân biệt chấp trước phiền phức lớn rồi nhất như giai thị đều không còn nữa ngộ chữ ngộ này chính là thấy biết là rất rõ ràng rất minh bạch nếu bạn ở trong cái sáng suốt rõ ràng này mà lập nên cho rằng mình có biết vậy thì hỏng rồi cho rằng mình có biết đây chính là vô minh Ý nghĩa của vô minh là bất giác, là tâm động. Tôi cho rằng tôi có biết thì tâm này đã động rồi. Khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là gốc của vô minh. Phần trước đã từng nói qua với các vị rồi. Vô minh không có khởi đầu. Cho nên gọi nó là vô thủy vô minh. Vô thủy sanh tử căn bản Vô thủy bồ đề niết bàn Chúng ta đã dùng thời gian rất dài Để giải thích rõ thế nào gọi là vô thủy rồi Cái ý nghĩa này rất sâu Nhất định phải thế hội thật tỉ mỉ Bởi vì bạn vừa có nhận Được rồi, bạn chúng dĩ là ở trong ngộ Giống dĩ là giác ngộ Nên vừa nhận liền sai rồi Bạn ở trong giác ngộ bị mê rồi Tâm ở trong ngộ là thanh tịnh Là sáng suốt, là bất động Mê rồi, bạn ở trong cái cảnh giới này Khởi tâm động niệm tâm bận động rồi Vậy là mê rồi Sau khi mê rồi Thì hiện tướng Cái tướng này đã biến đổi rồi Cái gì nên biết Tướng ở trong ngộ Trên Kinh Phật nói Đại Quang Minh Tạng Cho nên nó là sáng sáng suốt. Nhưng mà sau khi một niệm mê rồi thì sáng suốt không còn nữa. Hối muội, hối muội là tối tâm. Cái hiện tướng đầu tiên tướng sáng mất hết rồi. Ở trong vô minh. Hiện tướng của chúng ta có phải là vô minh hay không phải? Bầu trời là tối đen hiện nay nếu như chúng ta đem mặt trời mặt trăng đèn lấy đi cái hiện tướng này liền hiện tiền ngay mặt trời mặt trăng đèn đều lấy đi thì một vùng đen tối rồi hối muội vi không cái hiện tướng này từ đâu mà có vậy tướng của mê nếu như là tướng của ngộ thì cái tướng này là trong sáng không cần phải mặt trời mặt trăng đèn vốn dĩ là quang minh ở trong Phật Pháp gọi đó là Đại Quang Minh Tạng Cho nên khi bê cảnh giới biến đổi rồi Tự tánh vốn minh biến thành vô minh Biến thành không sáng Không hối ám trung Bạn ở trong hư không đen tối này Đây là khởi vọng tưởng Khởi vọng tưởng Nó liền biến hiện tướng Biến hiện tướng gì vậy? Vật chất Liền xuất hiện ngay ở trong pháp tướng nói vọng tưởng là kiến phần kiến phần nó phải thấy nó thật ra nó không có cái gì để thấy thế là ở trong cái không có tối tâm kết ám vi sắc liền biến thành chật chất thật ra chúng ta biết vật chất là giả không phải là thật vật chất là gì là hiện tượng của sống thấy muốn thấy cái ý nghĩ của thấy này càng ngày càng mạnh càng ngày càng cố chấp càng ngày càng kiên trì thì cái biên độ sống này sẽ càng lớn Đây chính là hiện nay gọi là Từ hạt cơ bản tổ hợp thành điện tử Tổ hợp tiếp thành nguyên tử Tổ chức thành phân tử Tổ chức thành dạng vật Người nào chủ thể tổ chức ở trong đây gì? Vọng niệm Đều là từ trong vọng tưởng mà sanh Đây là từ kiến phần đã biến thành tướng phần. Nhưng mà các vị phải biết, kiến phần với tướng phần đều là biến hiện ra từ trong cái hư không tâm tối. Cho nên vô minh là cội nguồn của tất cả dạng pháp, gốc rễ của tất cả dạng pháp. Vô minh là trạng thái do tự tánh bất giác biến hiện ra. Thể của nó chính là tự tánh chính là chân tâm chính là bổn tánh thật sự là một niệm bất giác chúng ta mê bất tự tánh rất lâu rồi cái rất lâu này chính là nói sau khi mê rồi niệm niệm đều mê cái chúng ta thấy là tướng tương tục của mê hoặc niệm niệm điều mê. Thật sự là từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta niệm niệm điều mê rồi. Có khả năng giác hay không? Đương nhiên là có khả năng. Nếu như sau khi vừa giác rồi, bạn niệm niệm điều giác thì vấn đề này lập tức liền hồi phục ngay, liền giải quyết ngay. Chỗ này nói là vô minh là vô thủy Vô thủy thì không phải là thật Nếu như có thủy có chung Thế thì không thể nói là giả được Không có khởi đầu Cái hiện tướng này là hiện tượng sát na sanh diệt Mê là một niệm mê Giác cũng là một niệm giác chúng ta ngày nay nghe đến phật pháp như thể giống như có một chút mùi vị của giác tại vì sao vẫn không thể giác trở lại được gì đây một niệm giác rồi một niệm giác rồi niệm thứ hai lại mê làm thế nào duy trì niệm thứ hai không mê vậy giác rồi phải buông xả thì không mê nữa Là buông xả cái gì? Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì không còn mê nữa Đây gọi là buông xả từ trên căn bản Là buông xả từ trên cái chỗ hay biến hiện huyển tướng đó Buông xả từ trên sự thì không được Chúng ta ngày nay nói tham sân si mạng Tham sân si mạng buông xả có được không? Thế bạn là được một ít tự tại Là được một số lợi ích Nhưng mà bạn không thể chuyển cảnh giới được Bởi vì bạn là buông từ trên cành lá Không phải buông từ trên gốc rễ Buông xả trên cành lá quả thật có thể giảm bớt gánh nặng của bạn Cũng chính là giảm bớt phiền não của bạn giảm bớt ác báo của bạn là được cái lợi ích này. Buông xả tham sân si đây rõ rệt nhất chính là buông xả ba đường ác. Bạn ở trong lục đạo không bị đọa ba đường ác. Đây không phải giảm bớt năng lực, giảm bớt phiền não hay sao? Nhưng mà bạn không có cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi, không có cách gì thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên buông xả phải buông xả từ trên gốc rễ. Gốc rễ là gì? Ý nghĩ, khởi tâm động niệm. Làm thế nào có thể ở trong đời sống thường ngày? Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Lời nói này chúng tôi ở trong các buổi giảng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà mọi người rất khó thể hội. Phải học cái gì? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là buông xả từ trên góc rễ Không nên từ trên từng cành từng lá Từ trên cành lá không có tác dụng gì lớn Mắt chúng ta thấy sắc tướng Mở mắt ra thấy hiện tướng bên ngoài Có thể không khởi tâm không động niệm Không phân biệt không chấp trước Thì cái thấy của chúng ta Không có khác gì so với cái thấy của chư Phật Bồ Tát Chúng ta dùng là kiến tánh Thấy bên ngoài là sắc tánh Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Đây là dùng nhãn thức Là thấy sắc trần bên ngoài Trần là thí dụ Trần là ô nhiễm Bạn nhất định sẽ bị cảnh giới bên ngoài là ô nhiễm Cũng chính là nói bạn nhất định sẽ bị cảnh giới bên ngoài làm cho động tâm động tâm gì vậy động tâm phân biệt tâm chấp trước tâm tham sân si mạng bạn sẽ động cái ý nghĩ này đây chính là tâm bị cảnh chuyển mình ở trong cảnh giới không thể làm chủ được bị cảnh giới chuyển không khởi tâm không động niệm Không phân biệt không chấp trước Thì cảnh giới không thể chuyển được bạn rồi Không thể chuyển được bạn Thì bạn có thể chuyển cảnh giới Trên Kinh Lăng Nghiêm nói Nếu chuyển được cảnh thì động như lai like. Người nào không bị cảnh chuyển Mà có thể chuyển cảnh vậy Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Bồ Tát Sơ Trụ có khả năng gì vậy? Xin thưa với các vị là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Không phân biệt không chấp trước Không khởi tâm không động niệm Đó chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo liền thoát khỏi thập Pháp Giới Khởi tâm động niệm Liền đem cái cảnh giới này Biến thành thập Pháp Giới Phân biệt chấp trước là ở trong thập pháp giới Lại biến thành lục đạo luân hồi Thế thì càng ngày càng tệ hơn Chân tướng sự thật là như vậy mà ra Kết ám vi sắc Đây là nói rõ Vũ trụ tại vì sao mà có Thế giới sinh ra như thế nào Sắc tạp vọng tưởng Tưởng tướng vi thân Hai câu này là giải thích rõ Thân của hết thầy chúng sanh hữu tình là làm sao mà có Sắc là vật chất Nhục thân Cái thân này của chúng ta là vật chất Bên trong sen tạp vọng tưởng Vọng tưởng là tinh thần Chúng ta hiện nay nói động vật động vật nó nhất định có sắc thân có vọng tưởng chính là nói nó có thân thể vật chất và có một bộ phận tinh thần cái vọng tưởng này chúng ta nói là tâm pháp hai pháp sắc tâm bên trong sắc kèm thêm vọng tưởng tưởng tướng vi thân thân là có như thế nào chị thân là do tưởng tướng mà có cái tướng mạo này tướng mạo là làm sao mà có vậy tưởng tướng mà có người thế gian chúng ta không rõ cái đạo lý này thường hay nói là gì là di truyền bạn hãy thử nghĩ thật kỹ xem cái di truyền này nói rất gượng gạo vì sao chị Di truyền thì tướng mạo của con cái nhất định giống cha mẹ Đa số là giống cha mẹ Nếu như nói di truyền thì phải phổ biến đều là như vậy Nhưng mà vẫn có một số ít con cái hoàn toàn không giống cha mẹ Đích thực là cha mẹ sinh ra hoặc không giống cha mẹ Vậy cái di truyền này nói như thế nào đây? Trên kinh Phật nói rất hay tưởng tướng vi thân cái tướng mạo này là khi họ đầu thai đến vọng tưởng của họ vào lúc đó trên kinh phật nói con cái có bốn loại duyên với cha mẹ báo ân báo oán đòi nợ trả nợ đây là oan gia trái chủ bỗng chốc gặp nhau gặp phải ai vậy gặp duyên khi họ đến đầu thai đại khái là người nam thì ưa thích người nữ người nữ thì ưa thích người nam họ cho rằng cái thân của cha mẹ là thân của chính họ cho nên tướng mạo là giống nhau và còn người thân thuộc rất gần nếu như họ cũng rất ưa thích thì cái tướng mạo đó cũng sẽ giống cái tướng mạo của thân thuộc khác này là tâm ưa thích của họ đã lấy cái tướng đó cho nên đích thực là tưởng tướng vi thân tướng mạo là cái gì mà ra nhưng mà cái tướng mạo này có thể biến đổi cái gì nên biết tướng mạo có thể biến đổi tại vì sao có thể biến đổi gì tướng chuyển theo tâm trung quốc ngày xưa đối với giáo dục vô cùng xem trọng giáo dục là hướng dẫn bạn làm người làm thế nào đối với người giới sự giới vật làm thế nào đối diện với môi trường sống của chúng ta ở trong môi trường bao gồm trời đất quỷ thần cho nên giáo dục của Trung Quốc là dạy kính, dạy hiếu. Cái tướng mạo đó tự nhiên sẽ đoan trang. Người hiện đại khác nhau rồi. Người hiện đại đối với cái sự việc này không chú trọng Cho rằng đây là tư tưởng rất lạc hậu Đây là tư tưởng của thời đại chuyên chế trước đây là hoàn toàn từ bỏ những luân lý đạo đức này người hiện nay là nghĩ cái gì vậy rất kỳ quái thật sự là chẳng ra cái gì cổ nhân của chúng ta gọi là yêu ma quỷ quái cách nghĩ hiện nay đều là yêu ma quỷ quái tướng mạo hình dáng cũng là yêu ma quỷ quái đây là vô cùng đáng sợ xã hội sao có thể yên ổn được chứ con người sống ở cái thế gian này làm thế nào có thể đạt được thân tâm yên ổn đây cho nên người hiện nay không bằng người xưa người xưa thân tâm là yên ổn Người hiện nay là thân tâm thấp thởm Không biết được nơi nào an ổn Bạn nói cái đời sống này khổ biết bao Cho nên giáo dục vô cùng, vô cùng quan trọng Giáo dục là dạy người ta giác ngộ Biết được quan hệ giữa người với người Quan hệ giữa người với trời đất Quan hệ giữa người với tự nhiên Giáo dục cổ đại Trung Quốc là về những điều này Đây là nói thân làm sao mà có Tướng làm sao mà có Hầu hết mọi người nói Một người 40 tuổi trở về sao Tướng Mạo cách xa Giới tiên thiên rồi Tiên thiên ảnh hưởng không lớn rồi. Tướng mạo của 40 tuổi trở gì sao? Đó là do hậu thiên của bạn phải phụ trách. Là tư tưởng của bạn, kiến giải của bạn, hành vi của bạn. 40 tuổi là một sự thay đổi rất lớn. 40 tuổi trở về trước, cái tướng mạo này là do cái lúc bạn đầu thai đó ảnh hưởng. 40 tuổi gì sau là do bạn đời này tu ác, tu thiện mà biến hiện ra. Cái đó hoàn toàn khác nhau. Nếu như bạn thấy tướng mạo của mỗi người mỗi năm một tốt thì người này tâm rất tốt, hạnh rất tốt. Tướng mạo mỗi năm một cảm thấy đáng sợ hơn Thì cái chủ tâm đó có vấn đề rồi Trên hành vi của họ có vấn đề Từ tướng mạo ngôn hạnh Có thể thấy ra tâm địa của một người Thấy ra được tốt xấu quả phước của một người Cho nên trên Kinh Lăng Nghiêm chỉ có sáu câu kinh văn Đã đem cội nguồn của vũ trụ nhân sinh Nói rất rõ ràng Rất minh bạch Thử đoạn kinh văn Minh bạch khai thị Hư không thế giới Sắc thân Toàn do chúng sanh Hôn nhiễu, nhiễu đích vọng tưởng Chi sở biến hiện là giống như chúng ta nằm mộng vậy. Trong mộng có thế giới, trong mộng có hư không, trong mộng có sắc thân. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Các vị cần thường xuyên nhớ kỹ câu nói này. Ở mọi lúc ở mọi nơi Ở trong tất cả cảnh duyên Thường xuyên có thể đề khởi được Thì người này được xem là sáng suốt Không mê Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Trong tâm bạn nghĩ thiện Thì thân tâm thế giới đều thiện Đích thực là biến đổi theo ý nghĩ rồi Tâm nghĩ ác Thì thân tâm thế giới không có cái gì không đáng sợ Đều ở trong khoảng một niệm Chúng ta niệm Phật sẽ thành Phật Nghĩ thế giới Tây Phương cực lạc nhất định sẽ giảng sanh Căn cứ đạo lý gì vậy Cũng là câu nói này Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh Ta nghĩ Phật thì dần dần sẽ biến thành Phật Cho nên bạn việc gì phải khởi vọng tưởng khác chứ Tại vì sao không niệm Phật Niệm Phật chính là nghĩ tưởng Phật Niệm không phải là niệm ở trong miệng Cái gì thử nghĩ văn tự Trung Quốc Niệm Phật chứ niệm đó. Niệm là gì? Là tâm hiện tại. Tâm ngay lúc này. Ở trong tâm hiện nay là tưởng Phật. cái này mới có thể sinh ra, biến đổi. Ở trong miệng niệm mà trong tâm không tưởng, không có tác dụng gì. Quan trọng nhất là ở trong tâm phải có. cho nên cái chữ niệm này tự tâm tưởng là ở trong tâm có tướng ở trong tâm có cái tướng gọi là tưởng cái tướng đó phải tướng tốt tướng của phật tốt cứu cánh viên mãn không có mảy may khiếm khuyết tại vì sao bạn không tưởng phật chứ tại vì sao không tưởng bồ tát chứ tưởng phật tưởng bồ tát nhất là người có tuổi tác cao sau khi về hưu không có gì gì làm rồi ở nhà hàng ngày nghĩ tưởng phật tưởng bồ tát tốt rồi dần dần sẽ biến thành phật biến thành bồ tát biết bao nhiêu người về hưu sau khi nghỉ hưu Không có công việc Cảm thấy buồn tẻ hàng ngày nghĩ tưởng buồn tẻ hàng ngày nghĩ ngợi lung tung Chưa đầy vài năm Tóc cũng bạc trắng rồi Da cũng nhăn nheo rồi Hai năm giống như đã sống hai mươi năm vậy Và dạ yếu đi rồi Bệnh tật gì cũng có Đó là gì vậy? Do vọng tưởng tạo ra nghĩ ngợi lung tung đã làm hại cái thân thể này cái ý nghĩ này đã làm thay đổi tổ chức cơ thể khiến cái tổ chức này không bình thường nó liền sanh ra bệnh có bệnh rồi thì hằng ngày nghĩ đến bệnh thế là cái bệnh này càng nghĩ càng nghiêm trọng càng nghĩ càng phức tạp cái bệnh này làm sao có thể khỏi được chứ đây là chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người về hưu một vài năm là già dạ yếu đi Bạn hãy nhìn cái hình dáng đó Rất đáng buồn Biến đổi quá lớn rồi Nguyên nhân gì vậy? Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Nếu như bạn thật sự có thể hằng ngày nghĩ tưởng Bồ Tát Nghĩ tưởng Phật Thì không dễ dàng dạ và dạ yếu Không dễ dàng dạ. biến đổi Biến đổi là có Tướng mạo họ mỗi năm một trang nghiêm sức khỏe mỗi năm một tốt hơn không cần phải bồi bổ không cần phải dùng thuốc men để điều trị không cần thiết những thứ đó đều có tác dụng phụ đều có thể tổn hại cơ thể chỉ cần một cái ý nghĩ thanh tịnh Tâm thanh tịnh Là có thể khiến thân thể của bạn hồi phục gì bình thường rồi Cẩn dịch viên đạn cư sĩ Vòng tay cư sĩ Phòng tây cư sĩ a còng gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật